Ở đây đã ai từng ghé thăm Lăng Bác hay chưa? Lần đầu mình nhớ được ghé thăm Lăng Bác khi mà đang học cấp 1. Chớp mắt một cái đã gần 20 năm rồi đấy. Mình mới có dịp quay lại đây, nhưng lần này là đưa con đi thăm Lăng Bác. Qua mình đi vào dịp cuối tuần nên cũng khá đông du khách ấy. Cạnh Lăng Bác thì sẽ là phủ chủ tịch. Còn đây sẽ là nơi trưng bày những chiếc xe cổ do chính phủ các nước tặng Bác nè. Mình có lên cả khu nhà sàn để xem nơi làm việc và nghỉ ngơi của Bác khi xưa. Mọi thứ rất là sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp luôn ấy. Đến khu ao cá của Bác mà thấy đông người quá trời. Dưới ao thì toàn là cá to bơi lội từng đàn nên là Ben thích lắm. Cá này thì hàng ngày chắc là cũng được tiếp đón hàng trăm hàng nghìn khách rồi nên là cũng dạn người ra phết. Đi vào đây không chỉ là để tìm hiểu lịch sử thôi đâu mà còn rất là thư giãn, như kiểu được về thăm quê ấy mọi người. Vừa mát mẻ trong lành, cây cối thì sai chữ quả. Cạnh khu vực Lăng Bác sẽ là chùa Một Cột. Mọi người đi chùa dưới mặt đất nhiều rồi nhưng mà trên mặt nước ấy thì hiếm nơi nào có được thiết kế độc đáo như thế này lắm. Trông như đóa sen nở trên mặt nước ấy cả nhà nhỏ. Điểm đến cuối cùng mình ghé ngày hôm nay ấy là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ở đây thì chủ yếu trưng bày những hiện vật với cả tư liệu về cuộc đời Bác. Không biết con các mẹ có giống Ben nhà mình hay không, cứ thấy cái gì siêu to khổng lồ là sợ không dám đến gần luôn ấy. Lúc đầu thấy cái tượng bằng đồng này to quá thế là cu cậu cũng sợ, mà lúc sau được ba bế cái là quên luôn. Giờ cứ đến cuối tuần là nhà mình sẽ cố gắng đưa con đi chơi khám phá một địa điểm mới để con hiểu hơn về thế giới xung quanh. Còn địa điểm nào hay ho các bác chỉ nhà cháu với nhá. Giờ thì nhà cháu đi mâm trưa đây. Bye bye các bác.